bóng đá Việt Nam bất ngờ nhận cú sốc từ Liên đoàn bóng đá châu Á. Theo cách tính, điểm mới của Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, Việt Nam sẽ không còn đại diện nào được dự AFC Champions League từ mùa 2024 đến 2025. Mới đây, AFC đã có những quyết định về việc thay đổi thể thức và cách tổ chức của các giải đấu châu lục các câu lạc bộ. Theo đó, AFC sẽ cho ra mắt thêm một giải đấu được coi là hạng ba. Đáng chú ý, kể từ mùa giải 2024 đến 2025, bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia sẽ dựa trên thành tích của các câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia đó trong 8 năm trước cộng lại. Như vậy, bảng xếp hạng mùa giải 2024 đến 2025 sẽ cộng từ năm 2014 đến 2022. Với cách tính điểm mới của AFC, giải vô địch quốc gia Việt Nam, V-League chỉ xếp hạng 7 của khu vực Đông Á và không có đại diện tham dự AFC Champions League 2024 đến 2025. Bên cạnh đó, V-League sẽ có một đại diện được vào thẳng vòng bảng AFC Cup và một suất đá play-off. Giải vô địch quốc gia Thái Lan, Thailand có một suất vào thẳng và một suất play-off AFC Champions League cùng một đội dự vòng bảng AFC Cup, trong khi Malaysia sẽ có hai suất vào thẳng AFC Champions League và AFC Cup. Mùa giải 2023 đến 2024, V-League vẫn có một vé dự AFC Champions League, một vé dự AFC Cup. Ngoài ra, còn có một suất đá vòng loại AFC Champions League. Cụ thể, Hà Nội FC giành quyền vào vòng bảng AFC Champions League, Hải Phòng giành quyền đá vòng loại AFC Champions League hoặc suất vào thẳng AFC Cup. Cách đây không lâu, bằng cấp phép Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tiến hành cấp phép cho 7 câu lạc bộ tham dự giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC. Mùa giải 2023 đến 2024 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương, Nam Định, Đà Nẵng và Hà Tĩnh cấp phép kèm biện pháp phạt cho câu lạc bộ Thanh Hóa, không cấp phép cho Bình Định, Sông Lam, Nghệ An, Viettel và Thành phố Hồ Chí Minh do không đáp ứng quy định tiêu chí bắt buộc của AFC. Huỳnh Như để ngỏ khả năng chia tay Lan FC. Tiền đạo Huỳnh Như chưa quyết định gia hạn hợp đồng dù được Lan FC đặt vấn đề ký thêm ít nhất 1 năm. Hợp đồng của Huỳnh Như có thời hạn 1 năm nhưng kèm theo điều khoản cho phép gia hạn thêm 1 năm nếu như hai bên có sự đồng ý. Theo một nguồn tin, ngay sau khi Huỳnh Như kết thúc hành trình tại SEA Games với tấm huy chương vàng cùng tuyển nữ Việt Nam, đội bóng Bồ Đào Nha đã đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với tiền đạo sinh năm 1991. Dù vậy, đến thời điểm này Huỳnh Như chưa đưa ra quyết định. Trước mắt, chân sút người Trà Vinh tiếp tục tập trung cùng tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho World Cup 2023 vào tháng 7 tới. Như vậy, Huỳnh Như có gần 2 tháng làm nhiệm vụ ở tuyển nữ Việt Nam, còn việc nữ tuyển thủ có gia hạn hợp đồng với Lan hay không vẫn là một dấu hỏi. Từ khi khoác áo Lan, Huỳnh Như ghi dấu ấn với 5 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và 2 bàn thắng ở cúp quốc gia, có một lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất vòng đấu. Ngoài thi đấu, tiền đạo Việt Nam còn gây ấn tượng mạnh với Lan bởi sự cởi mở, hòa nhập, tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Hiện tại, giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đã khép lại. Lan đứng thứ 6 trên, giành 20 điểm với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua. Do mùa giải mới còn vài tháng nữa mới diễn ra và bản hợp đồng gia hạn chưa ký, nên Huỳnh Như được quyền về nước khoác áo tuyển nữ Việt Nam trong cả những chuyến tập huấn sắp tới. Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho FIFA World Cup 2023. Kết thúc SEA Games 32 bằng lần thứ 4 liên tiếp giành chức vô địch, đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay vào việc chuẩn bị cho các trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ Thế giới World Cup 2023. Sau khi hoàn tất việc giành vé vào vòng loại thứ 2 bóng đá nữ Olympic 2024 và với thành tích vô tiền khoáng hậu tại SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam bắt tay vào việc chuẩn bị cho các trận đấu tại giải vô địch bóng đá nữ Thế giới World Cup 2023. Theo VFF, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, toàn đội tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội. Tiếp đó, từ ngày 5 đến ngày 24 tháng 6, các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sang Đức tập huấn. Trong đợt tập huấn này, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt ngày 10 tháng 6, câu lạc bộ Schalke ngày 15 tháng 6. Sau hai trận đấu này, toàn đội sẽ sang Ba Lan thi đấu một trận giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6. Tiếp đó, từ Ba Lan, đội tuyển nữ Việt Nam trở lại Đức để thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia này vào ngày 24 tháng 6. Sau chuyến tập huấn nói trên, đội tuyển nữ Việt Nam về nước và tiếp tục luyện tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5 tháng 7, toàn đội sẽ di chuyển tới New Zealand, địa điểm thi đấu vòng loại bảng E vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Ở giai đoạn này, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và ngày 10 tháng 7 dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand trước khi chính thức bước vào vòng bảng World Cup 2023 bằng trận ra quân gặp đội tuyển nữ Hoa Kỳ ngày 22 tháng 7. Tại World Cup 2023, đội tuyển Việt Nam cùng bảng E với các đội Hoa Kỳ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Vòng chung kết FIFA World Cup 2023 tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Đây là giải vô địch bóng đá nữ thế giới đầu tiên có 32 đội tham dự và cũng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra ở hai quốc gia thuộc châu Đại Dương. AFC đặt một chân xuống hàng, Quang Hải sẵn sàng cho thương vụ lớn. Thời điểm Quang Hải nói lời chia tay với Bầu FC sẽ không còn xa. Cú trượt dài của Bầu FC, chỉ cách đây một tháng, Bầu FC còn nằm ở vị trí an toàn sau chiến thắng 2-1 trước Wigan trên sân nhà. Nhưng kể từ sau trận đấu đó, đội chủ sân Nottingham bỗng nhiên bước vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng.
4 trận gần nhất tại League 2, Pau FC chỉ kiếm được 1 điểm. Đáng buồn hơn, trong 4 trận đấu này họ phải nhận tổng cộng tới 14 bàn thua. Sau vòng đấu thứ 36, Pau FC đã rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ. Với 2 trận đấu đầy khó khăn trước mắt, nguy cơ rớt hạng của thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot đang là rất lớn. Trước tình thế khó khăn, những điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Didier Tholot không mang tới hiệu quả đáng kể. Hàng thủ Pau FC thường tỏ ra mong manh và bị đối phương xuyên thủng một cách dễ dàng. Trong khi đó, những nhân tố trên hàng công phong độ cũng khá trội sụp. Ở vòng đấu tiếp theo, Pau FC làm khách trên sân của Rodez. Đây cũng chính là đội bóng mà Quang Hải từng chọc thủng lưới ở giai đoạn lượt đi League 2. Tuy nhiên, tiền vệ người Hà Nội dường như không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Didier Tholot trong trận lượt về. Quang Hải chuẩn bị cho thương vụ lớn. Tuy hợp đồng với Pau FC kéo dài tới 2 năm, nhưng Quang Hải đã sẵn sàng chia tay đội bóng này vào cuối mùa giải 2022-2023. Thời gian qua, dù không có cơ hội ra sân nhưng quả bóng vàng Việt Nam 2018 vẫn rất chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt nhằm duy trì một trạng thái thể lực ổn định. Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, người đại diện của Quang Hải đã liên hệ với một số đội bóng Thái Lích. Nhiều khả năng tiền vệ 26 tuổi sẽ gia nhập Thái Lích trong thời gian tới. Một điều thuận lợi với Quang Hải là mùa giải ở Pháp và Thái Lan kết thúc cùng thời điểm. Như vậy, nhà vô địch AFF Cup 2018 cùng người đại diện sẽ có thêm thời gian đàm phán nhằm tìm một bên độ phù hợp nhất. Bên cạnh yêu cầu về mức lương, việc thi đấu tại AFC Champions League cũng là một mong muốn của Quang Hải. Tiền vệ người Hà Nội từng tỏa sáng ở AFC Cup nhưng chưa có dịp trải nghiệm tại đấu trường danh giá nhất dành cho các câu lạc bộ châu Á. Cũng theo truyền thông Thái Lan, cách đây vài năm câu lạc bộ nổi tiếng mùa Anthom United từng đặt vấn đề với Quang Hải. Tuy nhiên, cuộc thương lượng đã không thành do những khác biệt của đôi bên. Ngoài việc hướng tới một thương vụ chuyển nhượng mang tính bước ngoặt cho sự nghiệp, Quang Hải cũng đang chờ ngày trở lại với đội tuyển Việt Nam. Lần gần đây nhất anh thi đấu cho đội tuyển là trận chung kết AFF Cup 2022. Ở đợt tập trung đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Trossier, Quang Hải đã không có tên trong danh sách. Dù vậy, nhà cầm quân người Pháp vẫn luôn khẳng định Quang Hải là một phần quan trọng trong chiến lược của ông. Dự kiến, trận đấu gặp Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 6 tới sẽ là lần đầu tiên tiền vệ người Hà Nội ra sân cho đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trossier. Newcastle phá vỡ trật tự Premier League. Sự trở chạy của Newcastle United sẽ khiến các đội bóng lớn khác như Chelsea, Liverpool hay Tottenham cảm thấy lo lắng cho vị thế tại xứ sương mù. Không có cú sốc nào xảy ra giữa chích chòe trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Một điểm trước Leicester City trong trận đấu muộn vòng 37 ngoại hạng Anh là đủ để câu lạc bộ chủ sân Etihad chìm bắt hít thở bầu không khí châu Âu trở lại sau 2 thập niên. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hành trình bước đầu cho tham vọng của những ông chủ đội bóng dùng tay đầy dài. Tương lai sáng, điều dễ thấy nhất với Newcastle sau khi giành vé dự Champions League 2023-2024 là việc câu lạc bộ này sẽ nhận khoản thưởng đáng kể từ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Mùa giải trước, các đội đủ điều kiện tham dự Champions League được trao khoản tiền ban đầu 13,4 triệu bảng và con số này sẽ tăng lên. Cho mùa giải 2023-2024, chích chòe có thể kiếm về khoản doanh thu 2,4 triệu bảng cho mỗi trận thắng hoặc 802.000 bảng cho một trận hòa tại Champions League. Theo thống kê của Forbes, một câu lạc bộ đến từ năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu trung bình nhận khoảng 40 đến 50 triệu bảng thu nhập từ Champions League, bao gồm cả tiền thưởng lẫn doanh thu bản quyền truyền hình. Bên cạnh đó, Newcastle cũng có thể tăng doanh thu từ việc bán vé các trận đấu của câu lạc bộ trên sân nhà ở Champions League. Cần biết rằng tiền để đầu tư cho Newcastle chưa bao giờ là vấn đề giữa các doanh nhân Saudi Arabia đang sở hữu câu lạc bộ. Tuy nhiên, những rào cản ngặt nghèo từ luật công bằng tài chính của UEFA hay bóng đá Anh khiến chích chòe chưa thể đầu tư mạnh. Với khoản doanh thu tăng vọt nhờ thành tích dự Champions League 2023-2024, Newcastle sẽ thoải mái hơn trong việc mua các ngôi sao, thậm chí là chi đậm cho những bản hợp đồng bom tấn. Ngoài ra, việc dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ cũng giúp Newcastle dễ dàng hơn khi thu hút nhân tài. Các ngôi sao, huấn luyện viên, đội ngũ tuyển trạch hay những nhà quản lý cấp cao sẽ dễ bị thuyết phục với dự án người Saudi Arabia dễ nên ở Newcastle. Bất cứ điều gì chúng tôi làm trong thị trường chuyển nhượng hè sẽ phải thật thông minh, huấn luyện viên Eddie Howe nói sau trận hòa Leicester City 0-0. Chúng tôi phải tiếp tục thành công như những kỳ chuyển nhượng trước. Ở ba kỳ chuyển nhượng gần nhất, việc mua sắm của chúng tôi rất xuất sắc. Chiến lược gia người Anh có quyền tự hào, bởi thành quả Newcastle có được hiện tại không xuất phát hoàn toàn từ sức mạnh tài chính. Chất lượng đội hình hiện tại của chích chòe chưa thể so với Tottenham hay Manchester United, Liverpool, những đối thủ khác trong cuộc đua top 4 mùa này. Ngoài trừ Alexander Isak, tân binh có giá đắt kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ, 63 triệu bảng, các ngôi sao còn lại của Newcastle không có giá hơn 50 triệu bảng. Đúng là tiềm lực tài chính mạnh từ quỹ đầu tư công Saudi Arabia, BIP, giúp đội chủ sân ST diêm bắt dương mình từ một câu lạc bộ đứng cuối bảng ngoại hạng Anh 2 năm trước, bước lên so với các câu lạc bộ tầm trung của giải đấu. Nhưng quỹ lương hiện tại của Newcastle, thống kê từ Deloitte, cũng chỉ đứng thứ 10 ở ngoại hạng Anh mùa này, sau cả Aston Villa hay West Ham. Người Saudi Arabia vẫn chưa đầu tư nhiều vào Newcastle như cách Man City hay PSG làm trong một thập niên qua. Quyết định chọn Howe, một huấn luyện viên từng chịu không ít nghi ngờ về năng lực mang lại cho Newcastle quả ngọt. Chiến lược gia người Anh giúp chích chòe lục xác. Ông cho thấy mình đang là một trong những huấn luyện viên đáng kỳ vọng nhất của bóng đá xứ sương mù.
Những chiến thắng ấn tượng trước MU, Tottenham hay Brighton cho thấy tài thao lực từ huấn luyện viên Howe. Newcastle thậm chí có vé dự Champions League sớm hơn cả MU của Erik ten Hag. Ngoại hạng Anh sẽ ngày càng khốc liệt. Hồi tháng 4, huấn luyện viên Unai Emery của Aston Villa nhận định rằng khái niệm top 4 hay top 6 truyền thống của Premier League trở nên lỗi thời. Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng bây giờ những đội như Aston Villa hay Brighton cũng có thể đua suất dự cúp châu Âu sòng phẳng với các đại gia. Điều đó tạo ra một ngoại hạng Anh căng thẳng hơn, mùa tới và khái niệm top 6 giờ thậm chí có thể mở ra top 7 hoặc top 8 khi Newcastle hay Brighton vươn mình. Ngoài trừ cuộc đua vô địch, Neymar City quá mạnh so với phần còn lại, ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu có tính cạnh tranh cao bậc nhất châu Âu hiện tại. Khi 7 hay 8 đội đủ sức giành vé dự Champions League, Tottenham, Chelsea hay Liverpool sẽ có nhiều việc phải làm trong mùa hè năm nay nếu muốn đòi lại như thế. Thậm chí trong trường hợp ba đại gia truyền thống của bóng đá xứ sương mù tiếp tục khủng hoảng, họ sẽ phải ngồi nhìn Newcastle chiếm suất thường niên trong top 4. Nguồn lực tài chính của VIP xét trên sổ sách là vượt trội nếu so với các ông chủ của Man City, PSG hay Chelsea. Khối tài sản của VIP ước tính lên tới 320 tỷ bảng phút. Seger Manser, người được cho sở hữu câu lạc bộ Man City, chỉ có khối tài sản 23,3 tỷ bảng. Qatar Sports Investments, chủ sở hữu PSG, có khối tài sản khoảng 220 tỷ bảng. Điều đó cho thấy rằng nếu các ông chủ của Newcastle muốn đầu tư mạnh, họ thừa sức làm được. Tất nhiên, nhìn vào cách chích chòe phát triển trong 2 năm qua, chúng ta có thể thấy ban lãnh đạo đội bóng này sẽ không muốn đứt cháy giai đoạn. Nhưng với tâm thế dự Champions League mùa tới, không ai còn có thể nghi ngờ về sự trỗi dậy đáng sợ của Newcastle. Trật tự quen thuộc của Premier League, nơi 4 hay 6 đội bóng quen thuộc thống trị sẽ kết thúc. MU chưa từ bỏ tham vọng mua Neymar. Truyền thông Pháp cho biết MU vẫn nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Neymar ở kỳ chuyển nhượng hè này. Libis đưa tin PSG sẵn sàng lắng nghe đề nghị hỏi mua Neymar từ các đội bóng ở Premier League, trong đó có MU. Đôi bên được cho là đã có những cuộc đàm phán đầu tiên về tương lai của chân sút người Brazil. Nguồn tin nói trên còn cho biết Casemiro, đồng đội của Neymar ở tuyển Brazil, đã thúc giục lãnh đạo Quỷ Đỏ đem chân sút đồng hương về sân Old Trafford thi đấu thời gian cho mượn. Tuy nhiên, PSG chỉ muốn bán đứt Neymar. Cựu sao Barcelona từng cam kết gắn bó với PSG đến hết hợp đồng tháng 6 năm 2025. Tuy nhiên, khi cùng Lionel Messi hứng chịu làn sóng chỉ trích từ hội cổ động viên PSG sau thất bại ở Champions League, Neymar đang cân nhắc khả năng chia tay câu lạc bộ thủ đô Paris. Gôn tiết lộ chân sút người Brazil cũng nhận thức được việc PSG không còn mặn mà trong việc giữ chân anh. Do đó, trong trường hợp phải chia tay câu lạc bộ thủ đô Paris, Neymar khả năng muốn tới Premier League chơi bóng. Chân sút người Brazil nhận 34 triệu bảng mỗi mùa tại PSG. Đây có thể là rào cản lớn với MU. Truyền thông Anh cho biết MU đã áp dụng luật Ronaldo sau khi CR7 trở đổi, tức giới hạn thu nhập của các cầu thủ ở mức 200.000 bảng mỗi tuần. Nếu sang MU chơi bóng, Neymar có thể phải giảm lương. Nếu kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League và có vé dự Champions League mùa sau, MU sẽ có thêm cơ hội thuyết phục Neymar đến thi đấu. Hiện Quỷ Đỏ đang đứng thứ 4 và chỉ cần một điểm trong 2 trận cuối mùa là đạt được mục tiêu. Ngoài MU, Newcastle và Chelsea cũng quan tâm đến Neymar. Doanh nhân Tad Money của Chelsea luôn muốn đem một cầu thủ tầm cỡ về sân Stamford Bridge để tăng giá trị thương hiệu của đội. Liberation đưa tin The Blues có thể phải chi tới 90 triệu euro, gần 80 triệu bảng để mua Neymar.